tim con nhỏ bé nhưng hãy còn với. Yêu là cho đi. Có một vị ẩn sĩ kia đã từ lâu sống kham khổ trong sa mạc. Ông vốn là người có nhân đức, rất hiền lành, nhưng có cái chứng bệnh hay quên. Vị ẩn sĩ đó mới tìm đến một vị đạo sĩ khôn ngoan hơn để bàn hỏi về chứng bệnh nan y của mình. Sau khi nghe lời khuyên bảo khôn ngoan, vị ẩn sĩ sung sướng ra về. Nhưng khi về đến nhà thì lại quên hết tất cả những lời khôn ngoan của vị đạo sĩ đã hướng dẫn. Hôm sau, vị ẩn sĩ lại tìm đến nhà đạo sĩ để nghe lại những lời khôn ngoan ấy. Trên đường về, vị ẩn sĩ lại quên hết mọi sự. Ngày này qua ngày khác, ông ta nghe rồi lại quên. Nản lòng, thất vọng, ông quyết định không đến tìm nhà đạo sĩ nữa. Một thời gian sau, tình cờ vị ẩn sĩ gặp lại nhà đạo sĩ. Nhà đạo sĩ ân cần hỏi thăm cho biết ông đã tiến tới đâu rồi. Vị ẩn sĩ khiêm tốn thú nhận: "Thưa thầy, con lại quên mất tất cả những lời thầy khuyên dạy. Con biết đã quấy rầy thầy quá nhiều rồi, cho nên con không dám làm phiền thầy hơn nữa." Nhà đạo sĩ mới dạy như thế này: "Con hãy đi thắp đèn lên đi." Vị ẩn sĩ đi thắp đèn. Rồi nhà đạo sĩ lại nói: "Con hãy đem những đèn khác đến đây." Rồi mồi lên từ ngọn đèn vừa mới thắp kia. Vị ẩn sĩ làm như lời nhà đạo sĩ khôn ngoan dạy. Nhà đạo sĩ hỏi: "Theo thiện ý của con, ngọn đèn đầu tiên kia có bị hụt mất ánh sáng của nó chăng, vì nó đã thắp sáng cho những cái đèn khác?" Vị ẩn sĩ trả lời: "Thưa thầy, không." Rồi nhà đạo sĩ ôn tồn kết luận: "Cũng vậy, đối với thầy đây, không những chỉ mình con mà thôi, nhưng nếu tất cả dân làng này đến với thầy xin bất cứ điều gì, thầy không phải mất mát thiệt thòi gì cả. Vậy bất cứ khi nào con cần đến thầy, hãy đến, đừng ái ngại chi hết." Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính mình. Yêu thương là tận hiến, yêu thương là quên mình để phục vụ người khác. Nhưng làm sao chúng ta có thể cho đi chính mình hay là hiến thân để phục vụ nếu chúng ta vẫn còn nô lệ của sự vật và nô lệ người khác, hay nô lệ chính bản thân và nô lệ tính ích kỷ của ta? Nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những gì đem lại tiện nghi để dễ dãi cho bản thân, nếu chúng ta chỉ bận tâm tránh né những gì phiền toái đến chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể nói được là chúng ta biết cho đi, biết hiến thân một cách chân thành? Tình thương đích thực không làm cho chúng ta trở nên nghèo nàn hoặc bị thiếu hụt mất mát đi, nhưng ngược lại, nó càng làm cho chúng ta thêm phong phú và được tự do thực sự. Nếu chúng ta chỉ cho đi và rồi mong nhận lại, chúng ta sẽ chẳng nhận được gì hết và sẽ cảm thấy cay đắng, sẽ cảm thấy bất mãn trước những vô ơn bạc bẽo của kẻ này người nọ. Nhưng nếu chúng ta thành thực cho đi mà không mong được đền đáp, chúng ta sẽ nhận được tất cả và cảm thấy bình an, vui sướng khi không nhận được gì hết. Lạy Chúa,
Chúa không bao giờ chịu thua những người biết quảng đại yêu thương, những người biết cho đi một cách vô vị lợi. Tuy con chỉ biết hiến dâng cho Chúa một mình con, với tất cả sự nhỏ bé, với tất cả sự nghèo nàn, với tất cả sự vô nghĩa của con, nhưng Chúa sẽ trao trả lại cho con tất cả sự vô tận của Chúa. Xin cho con được nhận chìm và tan biến trong biển cả của tình thương bao la của Chúa. Amen.